hai hey, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với video tiếp theo trong cái chuỗi video lập trình hướng tượng trong Zoom cộng Khi trong những video trước chúng ta đã tìm hiểu qua class là gì, object là gì. Um, và đã tìm hiểu qua được ba uh, cái tính chất quan trọng nhất trong bốn tính chất cốt lõi của phương pháp trình hướng tượng đó chính là tính chất trừu hóa dữ liệu là gì, tính chất uh, đóng gói. Trong tính chất đóng gói hiện tại đã tìm hiểu về cái gì? Uh, về các từ khóa như public, private Uh, rotated, nó có cái chức năng như thế nào và chúng ta đã học qua tính chất kế thừa trong lập trình hướng tượng thì tính chất kế thừa là một tính chất rất là đặc trưng trong phát truyền trình hướng tượng nó cho phép chúng ta sử dụng lại những thuộc tính và phương thức của những lớp đã có trước đó đó khi cụ thể hơn thì chúng ta sẽ uh, đã có trong những video trước, những video trước thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ không có chúng ta sẽ ôn lại kiến thức uh, lý thuyết một vài như vậy thôi thì để xem được video này để làm được những bài tập như thế này thì chúng ta cần phải nắm vững những thứ trước đó vì vậy bạn nào chưa nắm vững thì chúng ta hãy xem lại những video trước đó sau đó chúng ta mới xem video này rồi thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi giải quyết một cái vấn đề trong lập trình hướng tượng đó chính là chúng ta sẽ áp dụng tất cả những kiến thức mà anh ta được học để ta giải bài tập ngày hôm nay thì bài ngày hôm nay người ta cho như sau nghĩa là một điểm dịch vụ cần quản lý các thông tin cho khi xe đạp và xe máy với xe đạp cần lưu họ tên người khê số giờ khê tiền khê xe đạp được tính như sau à, tiền khê xe đạp tính như sau là 10.000 đồng cho đầu tiên 8.000 cho mỗi giờ tiếp theo đó thì thông tin này đó chính là thông tin gì thông tin để ta tính tiền khê xe có phải như vậy rồi với mỗi xe máy thì cần lưu họ tên người khê số giờ khê loại xe thì loại xe máy có hai loại loại 100 phân khối và loại 200 phân khối và cái biển số thì tiền khê xe máy được tính như sau có nghĩa là đối với giờ đầu tiên á thì cái loại xe trong phân khối thì tính khác và cái loại xe trong phân khối thì tính khác nhưng đối với nhiều tiếp theo thì 100 000 cho cả hai loại xe máy Khi này công thức tính tiền này cũng không quá khó đối với chúng ta Khi đề bài yêu cầu như sau là viết chương trình xây dựng các lớp cần thiết Sau đó nhập danh sách các thông tin khi xe đạp và xe máy Sau đó xuất ra các thông tin sau Đó cái này đơn giản là nhập sức và chúng ta sẽ khai báo các lớp như thế nào Thì video đầu tiên này chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề là chúng ta sẽ đi xây dựng ra một cái à, cái người ta gọi đó chính là class diagram có nghĩa là thể hiện cái diagram chính là một cái lượt đồ lượt đồ sơ đồ lớp nó thể hiện cái mối quan hệ giữa các cái lớp trong bài toán chúng ta đó khi lúc này um, chúng ta sẽ đi uh, tìm hiểu về một công cụ rất là hay công cụ trực tuyến nó có rất là nhiều công cụ để người ta vẽ sơ đồ lớp vậy sơ đồ lớp nghĩa là gì cái lớp đầu tiên thì chúng ta luôn luôn phân tích xem lúc này trong bài toán chúng ta chúng ta sẽ cần quản lý những cái lớp nào và những cái lớp đó nó có mối liên hệ với nhau như thế nào và trong mỗi lớp nó sẽ có thuộc tính và phương thức gì đó thì đó là bản chất của vấn đề mà ta đi xây dựng sơ đồ lớp để người ta có cái nhìn tổng quan hơn bài toán chúng ta sau này người ta dễ làm sao dễ update dễ thay đổi và dễ sửa các kiểu Khi mục đích là như vậy rồi khi đây chúng ta sẽ dùng một cái phần mềm thực tuyến rất là hay đến là cái phần mềm RAW.io đây ro.io raw đây là phần mềm trực tuyến thì phần mềm này sẽ kết nối với Google Drive chúng ta khi chúng ta sẽ đăng nhập vô đó, chúng ta vừa lên này chúng ta đăng nhập vô như tôi tôi đã đăng nhập rồi thì lúc này chúng ta sẽ bấm vào Create New Diagram chúng ta tạo một mới đây có rất nhiều layout đấy ở đây mình chọn ba và và đây mình đặt cái tên thì cái tên này là cái gì nhiều bài toán ta đang là quản lý xe thì đặt là quản lý xe ở điểm khu lịch gì đấy rồi Create rồi, ta bấm Z nó hỏi có tạo ra folder gì đấy. Đơn giản thôi, không khó khó. Có rất nhiều những phần mềm offline ta tải rất cực thì ta làm mình được tiếng đi nó lưu ở driver chúng ta, rất là mạnh. Rồi ta chọn vô cái U ML chính là UMA đó là được vừa được khi ta sẽ đi tìm hiểu một vài cái hình trong đây thì ở chỗ này đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào đây và ta nếu ta học tính chất kế thừa rồi thì lúc này đơn giản tính chất kế thừa là gì bản chất tính chất kế thừa là chúng ta sẽ đi gom lại hết tất cả những thông tin chung của các cái đối tượng trong một bài toán lại thành một cái lớp người ta gọi lớp đó là lớp cha sau đó những cái lớp con là những cái đối tượng còn lại những cái đối tượng cụ thể bài toán này như xe đạp là một đối tượng xe máy là một đối tượng đó thì bài toán này chúng ta sẽ xây dựng ra một cái lớp nó gọi là lớp cha lớp xe máy rồi ta kéo này vô lớp xe máy là lớp cha thì đây người ta có cái last name đúng không? class name anh đặt tên là ví dụ như thằng này gọi là gọi là xe đi. Nó nó là một cái lớp xe. Rồi thì đây ở phần đầu tiên là cái dòng ở cái ở cái mục đầu tiên này đó chính là gì? Đó chính là view chính là cái thuộc tính của cái lớp này. Sau đó ở cái phần method chính là cái phương thức của cái lớp này. Khi thường ở môn những cái gì? cái này lớp xe người ta có những cái thuộc tính gì? Lớp xe chính là lưu trữ những cái thông tin chung của tất cả à, thông tin chung của tất cả đối tượng trong một một đồ chết của hệ trong bài toán này luôn tên tin chung của xe đạp và xe máy thì đạp có thông tin chung mà gì xe đạp xe máy thông tin chung mà gì chính là tên họ tên người thuê số giờ thuê đó có hai thông tin c à, như vậy thì chúng ta sẽ đi sử dựng cái lớp cha đây gọi lớp xe gồm trong đây gồm có họ tên người thuê rồi right, field, chính là họ tên người thuê họ tên người thuê đó thì cụ thể anh ghi họ tên người thuê luôn rồi right type là kiểu của này chắc chắn là kiểu gì kiểu chuỗi rồi một cái string và một cái thứ hai nữa rồi kéo ra kéo ra cho nó rộng ra anh tí họ tên người kê rồi giá cộng tiếp theo đó chính là số giờ khê số giờ khê số giờ khê rồi số giờ khê chắc chắn là một kiểu gì là một cái float phải là một tiếng rưỡi hai tiếng 3 tiếng 5 tiếng chẳng hạn như vậy đúng không float rồi method thì chắc chắn là hai cái phương thức đó chính là gì nhập và xuất ở đây là nhập thông tin và xuất thông tin đó, cụ thể hơn ghi là nhập thông tin đi. Rồi cái này kiểu gì? Chắc chắn là kiểu void rồi. Rồi dấu cộng này xuất thông tin. À, 2. void. Khi ta hình dung ở lớp cha, lớp xe, vì vậy các cái thuộc tính của lớp cha sẽ để ở tầm vực gọi là protected để cho các lớp con nào kế thừa lại lớp xe này có thể làm sao dùng lại những thuộc tính bên trong lớp cha cho lại lớp xe này còn phương thức là luôn luôn để tâm vật là gì là là pháp bởi vì phương thức là một cái hành động của một đối tượng nó thể hiện ra bên ngoài vì vậy nó sao sao nó phải để tâm vật là và pháp rồi sau đó ta đi xây, xây dựng lớp gì nữa xây dựng cái lớp của lớp xe đạp kéo một cái hình này nữa nó lớp xe đạp đây đây đi, đi rồi để đây đó đây chọn đẹp class name gọi là xe đạp đó ta phải để tên riêng được hết không quan trọng rồi lớp xe đạp này à, thì nó sẽ có thông tin riêng là gì thông tin riêng đó chính là tiền thuê xe đạp rồi tiền thuê xe đạp là cái cái phương thức tính rồi À, rồi lớp xe đạp ta nhìn lại tổng quan cái đề xem nó không có thông tin gì không rồi lớp xe đạp lúc này không có thông tin riêng gì cả đúng không nó chỉ có họ tên người khê số giờ khê tiền khê xe đạp được tính như sau 10 giờ đầu tiên rồi nó không có thông tin chung gì cả nó không có thông tin riêng chứ nó chỉ có là gì à, rồi lúc này thì không có gì hết thì chúng ta sẽ bỏ trống chúng ta sẽ cho kế thừa lại hoàn toàn từ lớp gì luôn lớp xe rồi còn ở đây ở cái method của thằng xe đạp này thì cũng có gì cũng có phương thức là nhập sức thông tin thì cái uh, tên phương thức ở cái lớp uh, con thì chúng ta có thể làm sao chúng ta có thể để khác tên với gì với lớp cha cũng được nhưng mà để cho tránh trường hợp nó dễ quản lý thì chúng ta cứ để làm sao cứ để cho nó giống luôn đi không sao hết nhưng mà khi qua cái phần đa hình thì chúng ta phải nên để cái thuộc tính gì để cái phương thức của lớp con lớp cha sao phải giống nhau còn đây ta muốn để giống nhau hay khác nhau cũng được nhập sức thông tin rồi chỗ này cho kiểu gì đây kiểu voi rồi tương tự thằng này cũng là gì? Kiểu void nhập sức thông tin. Rồi tương tự như vậy, cái này là một cái test như vậy, xóa đi. Tương tự như vậy ta xuống lớp xe máy và ta kéo ra một cái này nữa để làm lớp xe máy. Rồi lớp xe máy. Lớp xe máy. Lớp xe máy thì có thông tin riêng gì không? Lớp xe máy có thông tin riêng đây, có loại xe và có gì có biển số. Loại xe thì có hai dạng trăm văn khối và 200 văn khối. Thì, thì ta cho nó kiểu integer đi. Loại xe này là kiểu integer. Đó một cái field chính là đó loại xe rồi Type kiểu Integer, 150 con khói 250 sân khói gì đấy kéo này dài đánh tí tiếp tục biển số biển số chắc chắn là một cái stream rồi không bằng cãi nữa rồi biển số cái string xong thằng mấy hot này cũng có hai phân khớp đó chính là nhập thông tin và sức thông tin nhập thông tin và sức thông tin rồi đây cứu voi sức thông tin voi xong đó thì đây chính là anh ta đang vẽ ra cái sơ đồ chúng ta vào hôm nay chúng ta sẽ dùng cái mũi tên để chúng ta thể hiện cái mối liên hệ giữa những thằng này với nhau rồi có những mũi tên đâu 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 rồi đây lấy một giống mũi tên này ra dấu mũi tên này có nghĩa lúc này lớp xe đạp và lớp xe máy là hai cái đối tượng là hai cái lớp đang ký thừa lớp xe vì vậy chúng ta sẽ để cái à, mũi nhọn vào trong cái lớp gì lớp cha là lớp xe còn cái đích khi ta để đâu chúng ta sẽ để ở lớp con thì cái sơ đồ lớp nó khi một việc là lúc này lớp xe đạp và lớp con đang kế thừa lại à, những thông tin chung trong cái lớp cha là lớp xe thì tương tự như vậy thằng lớp xe máy cũng như vậy chúng ta copy paste ra và kéo như vậy khi nhìn vào đây chúng ta sẽ hiểu được cái vấn đề có mối liên hệ giữa những cái lớp này chưa khi việc làm sao được lớp này nó giúp chúng ta làm sao giúp ta có cái nhìn tổng quan về bài toán ta đang cần quản lý cái lớp gì và có mối liên hệ như thế nào cái hai giúp cho chúng ta làm sao phải làm việc nhớ với nhau thì khi làm việc nhớ với nhau những người trong team chúng ta phải nhìn vào sơ đồ lớp này và người ta biết chương trình ta đang viết như thế nào đó người ta cũng dễ dàng sao tìm hiểu ta dễ dàng xem và người ta dễ dàng hình dung ta đang làm cái gì thì đó là mục đích của sơ lớp là như vậy rồi khi video tiếp theo video này có thể chúng ta sẽ dừng ở đây nhỉ video tiếp theo à, đối với đầu tiên à, chúng ta thiếu nữa thì này nó có phương thức gì phương thức tính tiền khi xe nữa rồi ở đây thì thằng lớp con sẽ có một cái tính tiền khi xe bởi vì sao bởi vì tính tiền khi xe của mỗi lớp là khác nhau vì vậy chúng ta sẽ để cái phương thức tính tiền khi xe ở hai lớp là lớp xe đạp và lớp xe máy chứ sao không được để trong cái lớp xe lớp chung được bởi vì mỗi thằng có cách tính khác nhau gọi là tính tiền khi xe Đó, à, thằng này chắc chắn là gì chắc là một cái float rồi cái số gì khi là float mà ở tương tự như vậy, ở hàng xe máy cũng có phân khúc tính tiền khi xe Là kiểu gì? Là kiểu float Rồi, thì video tiếp theo, video này ta dừng tại đây Video tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đi làm sao cài đặt những cái gì mà ta vừa phân tích trên slide lớp Và ta làm những câu yêu cầu bên dưới